như những gì chúng mình từng chia sẻ trong clip về Power Rangers Hexagon, một dự án tiềm năng phải nằm trong tay một nhà sản xuất thực sự có tầm thì mới có thể phất cánh được. Haim Saban, cha đẻ của thương hiệu Power Rangers, người luôn dành một tình yêu đặc biệt cho đứa con tinh thần của mình. Song, có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ. Lối sản xuất tàn tiện của Saban luôn là một nguyên nhân không nhỏ khiến cho những bộ Power Rangers trở nên nửa vời, đứt gánh giữa đường. Nếu như lần trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá về một dự án không thể thành hình dưới kỳ Saban, thì hôm nay, hãy cùng nhau đánh giá tác phẩm điện ảnh gần như đã khiến thời kỳ Neo Saban bị sụp đổ hoàn toàn, đó là Power Rangers Movie 2017 nhé. Chào mừng các bạn tới với RTK Media. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nào. Power Rangers 2017 là dự án phim điện ảnh siêu anh hùng xoay quanh nhóm chiến đội cùng tên, được phối hợp sản xuất giữa Saban Brands và Lionsgate, đạo diễn bởi Dean Easterlight, biên kịch bởi John Gattins. Phim được công chiếu lần đầu ở Regency Village Theater ở Los Angeles ngày 22 tháng 3 năm 2017 và được chiếu tại các cụm rạp ở Mỹ vào ngày 24 tháng 3 cùng năm. Đây được coi là một phiên bản reboot của thương hiệu Power Rangers, nghĩa là phim sẽ lấy nguồn tư liệu cảm hứng từ các phần phim Power Rangers trước đó làm nền tảng, nhưng sẽ xây dựng lại bằng những cốt truyện và ý tưởng hoàn toàn mới. Dự án này bắt đầu được lên ý tưởng khởi động từ tháng 5 năm 2014 và được chính thức đi vào sản xuất từ tháng 1 năm 2016 tại Vancouver. Quá trình quay phim diễn ra trong khoảng 9 tháng và được đóng máy vào tháng 10 cùng năm. Giờ ta bước vào tìm hiểu cốt truyện của bộ phim nhé. Phim mở ra vào bối cảnh của kỳ Cenozoic. Các Power Rangers của thời đại đó được giao nhiệm vụ bảo vệ trái đất cũng như khối tinh thể Zeo Crystal. Xong, vì thèm muốn độc chiếm sức mạnh cho riêng mình, một phù thủy độc ác Rita Repulsa, Green Ranger đương nhiệm, đã bán rẻ đồng đội của mình, hòng làm bá chủ vũ trụ. Zordon, Red Ranger đương nhiệm, là kẻ duy nhất còn sống sót trong cuộc truy quét của Rita. Ông đã tập hợp lại 5 đồng xu Power Coins và gửi chúng về lòng đất, chờ ngày tìm được những kẻ kế vị thực sự xứng đáng. Sau đó, nhờ Alpha 5 cho thiên thạch rơi xuống tọa độ nơi mình và Rita đang đứng, chấp nhận hy sinh tính mạng để ngăn chặn Rita. Quay về bối cảnh chính của bộ phim, vào thế kỷ 21 ở thành phố Angel Grove, ngôi sao bóng bầu dục của trường, Jason Scott, bởi những trò quậy phá của mình đã bị cảnh sát tóm gọn và yêu cầu gửi cậu tới trại giáo dưỡng cấm túc của trường. Tại đó, cậu đã gặp được Billy Cranston và Kimberly Hart. Bảo vệ cho Billy khỏi kẻ bắt nạt, Billy đã cảm phục và giúp cho Jason làm nhiễu sóng con chip theo dõi của cảnh sát. Để báo đáp Billy, Jason đã cùng cậu tới khu mỏ đá. Tình cờ thay, cả Kimberly, Jack và Chini đều có mặt tại đó cùng một thời điểm. Ngay khi Billy cho phát nổ quả bom đánh sập một khu vực nhỏ tại mỏ đá, toàn bộ 5 thành viên đều đã tụ tập lại tại đó và tìm thấy 5 viên Power Coins. Nhưng cũng chính lúc đó, họ vướng vào cuộc truy đuổi của nhóm bảo vệ mỏ đá. Giữa cuộc chạy trốn trên chiếc xe Vespa của Billy, họ đã vô tình bị tàu hỏa tông trúng. Xong, không ai bỏ mạng trong vụ tai nạn đó cả. Họ thức dậy tại nhà riêng và khám phá ra những siêu năng lực mới của mình. Ở một diễn biến khác, các ngư dân đã trục vớt được thi thể mụ phù thủy độc ác Rita Repulsa. Mụ này đã thức giấc tại thời hiện đại và đang điên cuồng lùng sục khối tinh thể Zeo Crystal, cũng như thu thập vàng ở khắp nơi để hồi sinh tùy tùng thân cận của ả, Goldor. Hành trình cùng nhau khám phá siêu năng lực của bản thân đã dẫn 5 người bạn trẻ của thành phố Angel Grove tới với con tàu cổ đại ngoài hành tinh, nơi họ gặp được Alpha 5 và nguyên thể của Zordon. Từ đó, họ được giới thiệu về thân phận Power Rangers của mình, cũng như được cảnh báo về sự trở lại của Rita Repulsa và âm mưu hủy diệt trái đất, thống trị vũ trụ của ả. Này, 5 người bạn trẻ nghiệp dư mới nhận được quyền năng kia sẽ phải học cách làm chủ sức mạnh mới bên trong mình để đứng lên ngăn chặn âm mưu độc ác của mụ phù thủy Rita. Giờ mình sẽ nhận xét đôi nét về cốt truyện của phần phim này. Nhìn chung, Power Rangers 2017 xây dựng một cốt truyện cơ bản, đảm bảo chặt chẽ trình tự của một phần phim debut siêu anh hùng, gồm 4 mạch cơ bản. 1. Giới thiệu ra nhân vật chủ chốt. 2. Nhân vật khám phá và học cách làm chủ sức mạnh. 3. Một biến cố xảy ra khiến nhân vật chính chùn bước. 4. Nhân vật hiểu ra được nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, vùng lên đối đầu với thế lực phản diện. Vì đảm bảo chặt chẽ được bộ khung cơ bản của cốt truyện, nên có thể thấy Power Rangers 2017 sở hữu một cốt truyện tương đối dễ theo dõi và nắm bắt. Phim đã thuật lại khá tốt hành trình khám phá bản thân và sức mạnh của nhóm 5 bạn trẻ thành phố Angel Grove và cũng sắp xếp đủ thời lượng và tình tiết trong những mạch đầu để khán giả có thể nhận diện ra nhân vật chính. Nếu như ta coi Power Rangers 2017 là một tập phim độc lập của dòng phim siêu anh hùng, thì cá nhân mình nghĩ phim sẽ không quá tệ. Song, dưới góc độ một phần phim Power Rangers,
Điểm dở của bộ phim là đã dồn quá nhiều thời lượng vào mạch đầu và mạch giữa, để rồi khi phim đi tới mạch cuối, cũng là mạch quan trọng nhất giúp đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào, thì mọi thứ lại diễn ra quá gấp gáp, quá hấp tấp, quá vội vã. Với tổng thời lượng 121 phút, phim mất tới khoảng 90 phút để hoàn toàn giúp cho các Power Rangers làm chủ được năng lực của bản thân, cũng như đồng lòng với nhau vì một mục tiêu chung. Từ đó, chỉ còn lại vòn vẹn khoảng 25 phút, không tính thời gian chạy credit, để triển khai phân cảnh Morphing Sequence, Morph Battle, Zor Battle và Megazor Battle. Khoảng thời lượng này là quá ít để giúp cho người xem cảm thấy thỏa mãn, cũng như không đủ để kéo cảm xúc của họ lên đến cao trào. Đây chính là một trong những yếu tố đã góp phần vào sự thất bại của bộ phim. Giờ ta sẽ bước vào đánh giá về tuổi nhân vật. Với năm chiến binh Power Rangers, trước tiên phải nói, phim đã tương đối thành công trong khâu casting khi đem về một dàn diễn viên với visual rất thu hút cùng khả năng diễn xuất không tệ chút nào. Ta có Deckard Montgomery trong vai Jason, Ludie Lin trong vai Zack, RJ Seiler trong vai Billy, Becky G trong vai Trini và Naomi Scott trong vai Kimberly. Ở đây, mình sẽ không nhận xét chi tiết từng nhân vật trong dàn năm chiến binh này, bởi ở họ cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với bản TV series của Mighty Morphin Power Rangers, mà sẽ tập trung chủ yếu nhận xét về diễn xuất cũng như sự phân chia đất diễn và phát triển nhân vật. Tuy sở hữu trong tay một dàn diễn viên rất tiềm năng, song có vẻ như biên kịch chưa thực sự biên cách giúp cho tất cả bọn họ tỏa sáng. Bộ phim chỉ xây dựng tốt ba nhân vật là Kimberly, Billy và Trini mà thôi. Jason và Zack tuy có thời lượng lên hình tương đối dài, nhưng lại không đủ tạo ấn tượng cho khán giả. Ngược lại, có phần hơi mờ nhạt nếu so với ba người kia. Xét về diễn xuất, có lẽ vai Billy của RJ Seiler và Kimberly của Naomi Scott là được thể hiện tròn trịa hơn cả, tạo ra những điểm sáng nhất định cho bộ phim. Đặc biệt với Naomi Scott, Power Rangers 2017 có lẽ là một bước đệm đủ để cô gây chú ý với những nhà sản xuất lớn, để rồi sau đó được vinh dự góp mặt vào vai nữ chính Jasmine trong bản chuyển thể live action của Aladdin. Tất nhiên, với một vẻ đẹp mang sự pha trộn giữa nét Á Đông và phương Tây cùng khả năng diễn xuất tròn trịa của mình, không ngạc nhiên khi tính tới thời điểm hiện tại, trong dàn diễn viên góp mặt của Power Rangers 2017 thì Naomi Scott là người tạo được bước tiến xa nhất với vai trò diễn xuất. Điểm sáng trong phần nhân vật còn nằm ở việc khai thác tâm lý. Có thể nói, Power Rangers 2017 đã triển khai rất tốt mảng này. Phim có những khoảnh khắc sâu lắng cần thiết khi nhóm 5 bạn trẻ ngồi quanh lửa trại, chia sẻ với nhau về xuất thân cũng như những góc khuất trong cuộc đời của mình. Phim dõi theo hành trình từng bước trưởng thành của những cô cậu đang ở độ tuổi vị thành niên, với những vấn đề riêng của bản thân trong chuyện gia đình, chuyện học đường. Này, khi trọng trách to lớn đặt lên vai, họ sẽ phải tìm cách để thấu hiểu và chiến đấu bên nhau như một đội thực thụ. Về phần Zordon và Alpha 5, hai nhân vật này gần như không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản TV series gốc. Song, Zordon được xây dựng có chiều sâu hơn một chút khi ông có những toan tính riêng của mình, muốn lợi dụng năm bạn trẻ kia để đạt được mục đích, một lần nữa sống lại để đối đầu với Rita. Song, có lẽ khuyết điểm lớn nhất trong phần nhân vật của bộ phim chính là nữ phù thủy Rita Repulsa. Nhân vật được Elizabeth Banks thủ vai này được xây dựng khá hời hợt, một kẻ phản diện không có tầm, chỉ đi loanh quanh với bộ cánh lộng lẫy cùng những hành động quái gở, kể cho người xem và đối thủ của mình nghe về mục tiêu của ả đang theo đuổi. Một kẻ phản diện ngây thơ, non nớt, không có nổi một kế hoạch dự phòng cho trường hợp bản thân bị thất thế. Đây không phải là những gì mình mong đợi ở một dự án điện ảnh có quy mô và mức đầu tư 105 triệu đô như vậy. Xét về phần âm nhạc, phim gần như sử dụng lại tương đối nhiều các ca khúc đã có sẵn, chỉ có vài ba bản background music được sáng tạo riêng. Và có lẽ BGM hiệu quả nhất là bài It's Morphin Time, được sử dụng trong cảnh cả nhóm lần đầu biến hình cùng nhau. Còn lại, mình không đánh giá cao âm nhạc của bộ phim này. Các ca khúc được lựa chọn một cách tương đối cầu thả, ghép vào cảnh phim như để cho có thôi vậy, không tạo nhiều hiệu quả đầy cảm xúc cho người xem. Và đặc biệt, có một điều khiến mình thực sự đáng tiếc, đó là tuy ca khúc huyền thoại Go Go Power Rangers Orchestra Team năm 1995 có xuất hiện trên phim, nhưng nó cũng chỉ được phát lên với một thời lượng rất ngắn và bị pha tấu hài không đáng có, sai thời điểm của Billy chen ngang, làm những cảm xúc phấn khích của fan ruột bị gián đoạn một cách khó chịu. Ok, phía trên là những đánh giá cá nhân của mình. Để bài review trở nên khách quan hơn, hãy cùng mình điểm qua một vài đánh giá từ các trang review phim uy tín nhé. Ở thời điểm hiện tại, Power Rangers 2017 đạt mức điểm khiêm tốn 50% từ Tomato Meter, 65% audience score trên trang Rotten Tomatoes, 5,9 trên 10 trên IMDb
và 44 trên 100 từ Metacritic. Đây là một số điểm khá là khiêm tốn cho một bộ phim siêu anh hùng. Nghĩa là trong mắt của cả người xem lẫn giới phê bình, phim chỉ dừng ở mức trên trung bình mà thôi. Chính vì lý do đó, doanh thu của bộ phim cũng không có điểm gì khả quan cả. Với mức đầu tư 105 triệu đô, phim chỉ thu về vỏn vẹn 142 triệu đô doanh thu toàn cầu. Nếu như bù trừ đi những chi phí phát sinh và cả phí marketing cho bộ phim, dự án này còn không đủ để nhà sản xuất hòa vốn. Giờ mình sẽ điểm mặt những lý do khiến cho bộ phim thất bại nhé. Đầu tiên chắc hẳn phải tới từ tạo hình ban đầu của phim. Ngay từ khi phim công bố concept art cũng như những tấm poster đầu tiên, Power Rangers 2017 đã nhận được khá nhiều chỉ trích từ cộng đồng fan. Nhìn vào cách mà nhà sản xuất thiết kế chiến đấu phục và các Zords, ta có thể thấy họ đang muốn khẳng định rõ nguồn gốc sức mạnh mà các Power Rangers sở hữu là từ ngoài hành tinh. Với Triceratops có 6 chân, hay Mastodon có 8 chân như một con nhện, bắn tơ từ đuôi. Xong, có lẽ nhà sản xuất đang phức tạp hóa vấn đề. Ý tưởng phá cách này của họ đã phần nào khiến cho bản reboot này trở nên quá xa rời so với bản thể gốc. Bộ suit Power Rangers lần này dường như chỉ có một điểm gợi nhắc tới bộ suit gốc trong TV series, đó là biểu tượng hình thoi ở giữa ngực. Việc thiết kế này đã làm phật ý những fan ruột của Power Rangers rất nhiều. Nhìn sang phía Marvel và DC, tuy những siêu anh hùng khi lên phim phải được thay đổi tạo hình sao cho phù hợp với thị hiếu đại chúng, song khi nhìn vào, ta vẫn có thể nhận ra đâu là những Iron Man, Thor, Batman hay Superman, v.v. Còn với những thiết kế từ Power Rangers 2017, người xem chỉ có thể nửa quen nửa ngờ. Không cần thiết phải phá cách nhiều tới mức như vậy. Những bộ suit chỉ cần thiết kế chi tiết và tinh tế hơn, như phiên bản Super Green Ranger của Bat in the Sun, cũng đã đủ để chiều lòng fan và thu hút ánh nhìn từ khán giả đại chúng rồi. Lý do thứ hai khiến cho bộ phim thất bại chính là việc nhà sản xuất đã không thực sự tôn trọng fan. Dù nhận được phản ứng trái chiều ngay từ khi công bố concept art, nhưng họ không chịu lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ fan để thay đổi tạo hình sao cho phù hợp hơn. Bài học từ live action của Sonic the Hedgehog do Paramount Pictures sản xuất vẫn còn đó. Phim sẽ thu được thiện cảm tốt hơn rất nhiều nếu như nhà sản xuất chịu nghe theo những góp ý từ khán giả trung thành. Xong, đội ngũ Power Rangers 2017 lại quá cố gắng muốn biến bộ phim này thành một sản phẩm cho khán giả trưởng thành, mà quên đi mất, độ tuổi khán giả phổ biến của Power Rangers là những người dưới và trong độ tuổi vị thành niên. Điều đó khiến cho sự phá cách này trở nên khá là vô nghĩa. Lý do cuối cùng vẫn nằm ở việc phân chia thời lượng kịch bản không tốt. Với các phần phim Power Rangers, điểm sáng lớn nhất là các cảnh chiến đấu, hành động thì lại chỉ có vỏn vẹn khoảng 25 phút để triển khai. Người xem muốn chứng kiến nhiều hơn những phân cảnh Power Rangers ra trận, chiến đấu với quái vật, cũng như những trận đấu Zord nảy lửa. Không những vậy, nhà sản xuất đã bỏ đi một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là cảnh Megazord Formation. Hai phần movie trước của Power Rangers là Mighty Morphin Power Rangers 1995 và Turbo A Power Rangers Movie 1997 vẫn làm rất tốt những cảnh này. Vậy mà tới Power Rangers 2017 lại hơi hợt giấu cảnh lắp ráp Megazord sau lớp kỹ xảo nham thạch. Quả thực rất đáng tiếc. Lại nhắc về việc mạch cuối của câu chuyện bị triển khai gấp gáp. Đây chính là hiện tượng đứt gánh giữa đường mà mình hay nhắc tới ở phim của Siren. Giống như Power Rangers Lightspeed Rescue đưa Titanium Ranger vào cho cố rồi khiến anh bốc hơi không dấu tích trong 11 tập phim sau đó vậy. Phim của Siren luôn là những sự chắp vá, những cố gắng tạm bợ và hời hợt như vậy. Khi việc đầu tư kinh phí không được đảm bảo duy trì đều đặn trong suốt phần phim. Nhìn chung, với việc quá cố gắng đẩy Power Rangers đi xa khỏi những giá trị cốt lõi sẵn có của nó và việc thiếu tôn trọng cũng như sự tri ân nhất định dành cho những fan ruột trung thành của bộ phim đã khiến kết cục của Power Rangers 2017 trở nên thê thảm như vậy. Tuy dự án phim điện ảnh về Power Rangers là một hoài bão nặng đô và dài hơi của Herm Saban, rằng việc ông muốn làm tới tận 6, 7 phần phim movie của Power Rangers, minh chứng bởi việc cài cắm một vài chi tiết gợi nhắc như thành phố Marina Bay, Riverside và Easter Egg cho Tommy Oliver ở cuối phim. Nhưng đáng tiếc, dự án lỗ vốn ở trên đã khiến cho hoài bão đầy tham vọng này bị dập tắt. Xong, có một điều cần phải làm rõ. Tuy bị flop trên thị trường phim ảnh, doanh số bán đồ chơi ăn theo của Power Rangers 2017 lại không tệ chút nào. Dù ở thị trường Việt Nam, dòng đồ chơi của phim bị fan đánh giá cực kỳ thấp, nhưng theo số liệu và thông tin từ Power Rangers Now, doanh số bán đồ chơi của Power Rangers 2017 từ thời điểm phim ra mắt đã tăng 23% so với năm 2016, vượt mặt cả những thương hiệu đình đám khác như Star Wars, Marvel và Transformers, trở thành mặt hàng đồ chơi bán chạy nhất của năm 2017, với tổng doanh thu toàn cầu năm đó dừng lại ở 140 triệu đô.
Xong, đây chỉ là sự cứu cánh muộn màng không đáng kể và chỉ giúp cho hợp đồng của Saban Brands và Bandai America kéo dài thêm tới ngày 15 tháng 2 năm 2018. Sau đó, thương hiệu Power Rangers chính thức được Saban bán vào tay Hasbro với giá 522 triệu đô. Từ đó, Hasbro trở thành đơn vị sản xuất phim, kiêm sản xuất và phân phối đồ chơi chính thức của Power Rangers. Đây cũng chính là cái kết tất yếu cho kỷ nguyên Neo Saban của Power Rangers. Vậy, trên đây là những đánh giá và phân tích của chúng mình về bộ phim Power Rangers 2017. Mong rằng qua bài review này, các bạn đã hiểu được phần nào bức tranh về sự vật lộn sống chết của phần phim điện ảnh này trên thị trường. Mong sao, phần phim điện ảnh sắp tới về Power Rangers của Hasbro sẽ không rơi vào thảm cảnh như vậy. Nếu các bạn yêu thích những video của chúng mình, thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh và nhớ nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng mình nhé. Chúng mình sẽ còn trở lại với nhiều sản phẩm thú vị hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. アンデッドは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー。俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。